bóng đá Việt Nam. Sáng ngày 14 tháng 1, tại hội trường Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc chương trình tập huấn công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021. Tổng cộng 55 trọng tài và trợ lý trọng tài, hơn 40 giám sát trọng tài, giám sát trận đấu đã hoàn thành các nội dung tập huấn, sẵn sàng bước vào nhiệm vụ tại mùa giải mới. Thay mặt ban tổ chức chương trình tập huấn, phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những đánh giá cụ thể về kết quả của đợt tập huấn trước mùa giải mới dành cho đội ngũ giám sát trọng tài, điều phối viên và các cán bộ truyền thông, những mắt xích quan trọng cho công tác tổ chức trận đấu. Qua báo cáo của ban tổ chức chương trình tập huấn, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực, sự nghiêm túc, ý thức học tập và tinh thần cầu thị của đội ngũ giám sát trọng tài. Thay mặt Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn yêu cầu các giám sát, trọng tài cần phải quán triệt một cách sâu sắc và đầy đủ những bài học kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau lễ bế mạc chương trình tập huấn công tác giám sát, trọng tài, các giải chuyên nghiệp quốc gia năm 2021, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và công ty VPF cùng với đại diện ban trọng tài, ban kỷ luật đã có những buổi trao đổi, cập nhật thông tin báo chí về những nội dung chính sách trong sửa đổi, bổ sung luật thi đấu mùa giải 2020-2021 và trong quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là việc làm cần thiết để tạo nên góc nhìn, cách đánh giá, quan điểm chung đối với các sự việc xảy ra trên tinh thần luật. Bởi báo chí cũng là một phần không thể tách rời trong hoạt động tổ chức các giải đấu. Nhưng bây giờ, thủ môn